Em ơi anh làm gì sai sao em nỡ buông câu dừng lại? Em ơi anh làm gì sai sao em yêu thêm người thứ hai? Anh thương em thật lòng đấy sao em không thương anh thật lòng? Tình cảm đó em coi là số không. Nếu anh đã làm gì sai thì xin em nói. Em nói đi em sao cứ im lặng? Tình mình bao lâu nay hóa thành cho ta. Đêm đau này anh cánh anh phúc toàn tay như bên em. Em ơi anh làm gì sai? Em đã nói ngày xưa em đã nói, ngày xưa em đã nói em thương anh nhất mà. Ngày xưa em cũng nói yêu anh cho đến già, mà giờ đây em đã thương thêm ai nữa à? Có lẽ bây giờ em muốn ta rời xa. Anh cũng đã từng nghĩ rằng em coi anh là tất cả, nhưng sao hôm nay anh mới nhận ra là em đã có thêm một người thứ hai. Và em buông lời nói chúng ta nên dừng lại. Em ơi anh làm gì sai sao em nỡ buông câu dừng lại? Em ơi anh làm gì sai sao em yêu thêm người thứ hai? Anh thương em thật lòng đấy sao em không thương anh thật lòng? Tình cảm đó em coi là số không. Nếu anh đã làm gì sai thì xin em nói. Em nói đi em sao cứ im lặng? Tình mình bao lâu nay hóa thành cho ta. Đêm đau này anh gánh hạnh phúc còn lại nhường em. Thêm người thứ hai, anh thương em thật lòng đấy sao em không thương anh thật lòng? Tình cảm đó em coi là số không. Nếu anh đã làm gì sai thì xin em nói. Em nói đi em sao cứ im lặng? Tình mình bao lâu nay hóa thành cho ta. Đông đau này anh gánh hạnh phúc còn lại nhường em. Em ơi anh làm gì sai sao em nỡ buông câu dừng lại? Em ơi anh làm gì sai sao em yêu thêm người thứ hai? Anh thương em thật lòng đấy sao em không thương anh thật lòng? Tình cảm đó em coi là số không.